nhớ hồi đó tôi không có tiền mà muốn quen người yêu. Tôi liền trộm ba tôi chiếc xe, đem băng đi đây mà có tiền. Rồi tôi sắm iPhone với dây chuyền xi và bước đi vào ba. Quen được em tên Hoa Massage, trông dáng hoa như là cái nhà. Trông dáng hoa như là cái nhà. Ánh đèn chớp lên cùng tiếng nhạc, nhìn thấy hoa thật xinh. Hoa cười nhưng hoa không hở môi, ôi dễ thương quá trời. Rồi tôi móc 500 bắn cho người ta để lấy oai cùng hoa. Hoa nhìn tôi ôi sao thiết tha, hoa nói em yêu anh suốt đời. Sáng khi bà xuống nhạc là tối tôi cùng khôn. Hoa dìu tôi đi ra khỏi bà, hoa nói em muốn vô khách sạn. Rồi tôi móc 300 bắn cho lễ tăng, đề số tôi nó càng tăng. Thay đồ gà trong hoa gắt hăng, ôi cớ sao gần hoa chẳng còn. 9 giờ sáng ba tôi ổng nhắn rằng mày chớ quay về đây, tao từ luôn không có đứa con, thôi báo dự là mày. Rồi tôi xách qua ly bước theo đại ca ngoài chốn giang hồ xa. Tay cầm len tay kia xách xô, tôi phải đi phụ hồ. Rồi tôi thấy hoa đang nắm tay người ta vào quán ba ngày qua. Tôi giờ đây đã mắc hết oai, chỉ có len chơi bài phụ hồ.